Wi-Fi Mesh 6, Wi-Fi mạng lưới với công nghệ tiên tiến là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được các kỹ sư công nghệ Việt đang làm việc tại VNPT Technology nghiên cứu phát triển và sản xuất đồng bộ. Được nghiên cứu kế thừa từ Wi-Fi Mesh 5, giải pháp đã vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê 2020 và giải vàng Made in Việt Nam 2021. Wi-Fi Mesh 6 tiếp tục được phát triển với phương châm hiểu người dùng Việt. Theo các kỹ sư VNPT Technology, Wi-Fi Mesh 6 không chỉ là một thiết bị, mà đây còn là một hệ sinh thái các thiết bị Wi-Fi Mesh, Fiber Home Gateway, hệ thống quản lý cloud, mobile app. Điều này cho phép triển khai một mạng Wi-Fi Mesh hợp nhất, dễ dàng và nhanh chóng, không chỉ phù hợp cho từng cá nhân tự nâng cấp Wi-Fi trong gia đình, mà còn đặc biệt phù hợp cho các nhà mạng triển khai các dịch vụ băng rộng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Là số ít các công ty công nghệ Việt Nam có nhà máy sản xuất nội địa, cùng với việc làm chủ hoàn toàn về thiết kế phần cứng, phần mềm, Wi-Fi Mesh 6 được kỳ vọng sẽ đem lại sự an tâm về an toàn và bảo mật thông tin cho người sử dụng khi sản phẩm được mở bán đồng loạt trên các gian hàng chính hãng tại ba sàn thương mại điện tử lớn là Shopee, Tiki và Lazada.